Ok, thì là hôm trước là mình đã nói xong cái phần là chương chương 2 là các vấn đề về tín hiệu, vẽ hình với phương trình cũng như là phân tích tương quan của tín hiệu. Thầy được rồi, vấn đề chưa? Ok, thì hôm nay thì mình sẽ qua cái phần 2 ha, tức là chương 3 biến đổi Laplace. Thì cái câu biến đổi Laplace sẽ là câu lấy điểm, nên chúng ta phải lấy được cái câu này. Và thường nó sẽ rơi vào dạng là tính tích chậm. Nó kêu yêu cầu mình là tính tích chậm bằng cách sử dụng biến đổi Laplace, hoặc là nó sẽ không nói gì hết nhé, nó không nói là mình phải sử dụng biến đổi Laplace á, thì mình cứ tập trung vào cái dạng hàm nó là UT, miễn nó có hàm UT thì khi tính tích chậm á chắc ăn là mình sử dụng Laplace. Rồi thì bây giờ cái nội dung của biến đổi Laplace á thì mình ôn lại. Thứ nhất là biến đổi Laplace thuận, thứ hai là biến đổi Laplace nghịch, và cuối cùng là hệ thống liên tục. Và hệ thống liên tục chẳng qua nó là tích chậm thôi ha, nó chỉ là tích chậm thôi. Và biến đổi Laplace nghịch là hai phần quan trọng, còn thuận thì cũng bình thường. Bây giờ phần biến đổi Laplace thuận, mình ôn lại một số công thức cơ bản của biến đổi Laplace. Đầu tiên, biến đổi Laplace của một con số, cụ thể là số 1 nha, nó sẽ ra là một phần s, thì như là 2 sẽ là 2 trên s. Công thức số 2, biến đổi Laplace của hàm Dirac T sẽ bằng 1. Và hàm Dirac là cho dù biến đổi Fourier hay là biến đổi Laplace đều bằng 1 hết. Công thức tiếp theo, biến đổi Laplace của một hàm FT nào đó nhân với UT thì nó cũng chính là biến đổi Laplace của thằng FT thôi, UT không ảnh hưởng. Còn nếu như lúc này giả sử mình không phải là UT nữa mà là UT trừ cho cái gì đó thì lúc này công thức không được sử dụng. Tại vì khi UT trừ cho cái gì đó, nó sẽ rơi vào cái dạng trường hợp là mình dời T. Công thức thứ tư là Laplace của một hàm là T mũ N trong miền thời gian thì sẽ ra là N dây thừa chia cho S mũ N cộng 1. Ví dụ như T bình, thì biến đổi Laplace sẽ ra cái gì? N chúng mình là 2, vậy là 2 dây thừa vẫn là 2. Chia cho N cộng 1, vậy là 2 trên S mũ 3. Được nhé. Công thức tiếp theo, Laplace của hàm E mũ trừ AT nó sẽ là 1 phần S cộng A. Thì dấu giữa cái trên số mũ và dấu trong biểu thức nó sẽ trái dấu với nhau. Trên đây trừ, dưới đây cộng, còn trên đây cộng thì dưới đây sẽ trừ. Và hai công thức của sin và cos nhé. Đó chính là Laplace của cos omega t thì nó sẽ là S chia cho S bình cộng omega bình. Thì trên tự của mình là S, dưới mẫu là S bình cộng omega bình. Còn đối với sin, Laplace của sin omega t thì lúc này trên tự nó không phải là S mà nó chính là omega, là một con số đấy. Và dưới mẫu thì nó vẫn là S bình cộng omega bình. Thì đây là 7 công thức cơ bản nhất để mình biến đổi Laplace. Được nhé. Bây giờ mình đi vào một số trường hợp biến đổi. Thứ nhất là dịch chuyển trên miền thời gian, tức là mình dời t. Thì dịch chuyển trên miền thời gian công thức người ta nói như thế nào? Ở đây mình có một tín hiệu xt. Tuy nhiên lúc này người ta không muốn tìm tín hiệu xt nữa. Ha, bình thường là mình có tín hiệu xt, ut. Nhưng mà lúc này người ta muốn biến đổi Laplace của cái hàm là xt trừ cho một đoạn là t0, cũng như là ut nó cũng dịch chuyển một đoạn là t0. Vậy nếu như lúc này mình đã biểu diễn hàm của mình biến không phải là t mà biến là t trừ t0. Vậy thì trên miền tần số thì mình cứ việc biến đổi Laplace thằng xt này bình thường, nó ra được là xs. Mình nhân thêm một lượng nữa là e mũ trừ t0 nhân s. Và trong dịch chuyển trên miền thời gian á, thì dấu của hai thằng này và thằng này là giống nhau. Đó. Còn cái hàm mà để chọn biến đổi Laplace á, là mình xem gì? Mình xem t trừ t0 là t. Thì nó còn lại là cái hàm gì? Chính là cái hàm mình đi lắp lát. Thì là cách làm nhé. Đầu tiên, nếu như người ta cho mình một tín hiệu là xt nhân với ut trừ t0 gì đó, thì để nguyên như thế này là chúng ta không lắp lát được. Mình phải biến cái thằng xt này nè, làm sao cho nó về dạng là x của t trừ t0. Thì do đó bước 1 của mình là gì? Biểu diễn tín hiệu theo dạng t trừ t0 giống với hàm u. Hàm u này là ut trừ 1 thì trong đây cũng phải là x cái gì đó t trừ 1. Bước thứ hai là đem thừa số e mũ ra ngoài. Có nghĩa là trong ut này nè,
trong cái hàng u này nó là trừ t0 thì mình sẽ đem là e mũ trừ t0 x ra ngoài. Và còn lại là Laplace cái hàm bên trong. Và hàm bên trong có được khi nào? Hàm bên trong được xác định khi xem t trừ t0 là t. Thì có nghĩa lúc này là mình xem t trừ t0 là một biến duy nhất là t thôi. Thì nó còn lại cái gì đó thì mình đi Laplace mình gắn vô đây. Vậy bây giờ mình đi vào một ví dụ nhé. Người ta cho mình một tín hiệu xt bằng e mũ trừ t nhân cho sum vuông của 0,5t. Người ta yêu cầu mình tìm biến đổi Laplace của nó. Thì bây giờ trước tiên mình nhìn cái dạng hàm của mình nhé. Dạng hàm của mình là có sum vuông thì không có công thức nào mà liên quan đến sum vuông cả. Tuy nhiên, mình có một công thức để chuyển đổi từ sum vuông về hàm bước đơn vị. Có phải là hai hàm bước đơn vị trừ nhau lại ra được sum vuông không? Vì thế thì bây giờ cái sum vuông này biểu diễn như thế nào để được hàm bước đơn vị? Thì mình tiến hành vẽ nó ra nhé. Sum vuông của mình 0,5t tức là mình có t trên 2. Vậy là trục đối xứng của mình chính là 0. Biên độ của sum vuông là 1. Còn nếu như chỗ này có số bao nhiêu mình cũng quăng lên trước luôn. Để luôn luôn đảm bảo là sum vuông luôn biên độ là 1. Rồi. Độ rộng sum là 2, vậy mỗi bên nó chiếm một lượng là 1. Tương ứng bên đây trừ 1 và bên đây cộng 1. Vậy thì lúc này sum vuông này chẳng qua chính là UT cộng 1 đúng với cái nhánh bên đây. Mình trừ cho cái nhánh bên tay phải của mình là UT trừ trừ 1. Vậy thì lúc này sum vuông này chính là hiệu của hai hàm bước này. Vậy biến đổi hàm một tí. XT sẽ bằng E mũ T nhân UT cộng 1 trừ cho UT trừ 1. Vậy là lúc này nó đã trở về cái thằng này. Đấy, mà tuy nhiên để sử dụng được công thức trên đây á, mình phải biến đổi các biến trong UT như thế nào thì hàm cũng phải như vậy. Thì đầu tiên mình xử lý E này mình nhân cho thằng đầu tiên trước nhé. Là mình được E mũ T nhân cho UT cộng 1. E mũ trừ T nhân UT cộng 1. Vậy UT cộng 1 thì mình cũng phải làm sao để trên đây nó là trừ T cộng 1 luôn. Đấy, thì lúc này mình đối chiếu với hàm ban đầu của mình nhân lại nè. Trừ T, mình có E mũ trừ T có. Nhưng mình đã thêm vào một lượng là bao nhiêu? E mũ trừ trừ 1. Mình thêm vào E mũ trừ 1 thì phải nhân lại cho E để về lại. Vậy là xử lý thằng thứ nhất xong. Thằng thứ hai cũng như vậy nha, là E mũ trừ T mình nhân cho UT trừ 1. Thì UT trừ 1 có. Tuy nhiên mình phải biến đổi E mũ trừ T này nè. Cũng phải về dạng là E mũ trừ T trừ 1 để giống với thằng U này. Rồi bây giờ thêm bớt E mũ trừ T giống rồi. Trừ nhân trừ là cộng. Vậy là mình đã thêm một lượng là E mũ 1 tức là E. Vậy là do đó mình phải chia lại cho E để về lại. Vậy thì lúc này mình đã biến đổi về dạng có thể biến đổi Laplace. Tới lúc này mình sử dụng công thức. Đầu tiên mình có gì? Đây. Đem thừa số E mũ ra ngoài. Vậy là đầu tiên mình có cộng 1. Do đó mình sẽ có là E mũ 1S. Sau đó tiến hành mình che thằng U này lại nhé. Che lại đi. Mình xem T cộng 1 là T. Vậy mình có hàm là gì? E mũ trừ T. Mà E mũ trừ T lắp lát ra gì? 1 trên S cộng 1. Vậy là xong. Còn lại là E của biểu thức nè. E của cái này mình nhân lại cho người ta. Là thằng thứ nhất mình đã làm xong. Thằng thứ hai dấu trừ viết lại. UT trừ 1. Vậy thì lúc này mình đem cái thằng trừ 1 ra ngoài. Tức là E mũ trừ 1S. Sau đó tiến hành che lại ha. Vậy lúc này hàm của mình là gì? Mình xem T trừ 1 trong U này nè. Xem T trừ 1 này là T. Vậy mình có hàm là E mũ trừ trừ T luôn. Thì E mũ trừ T này lắp lát nó vẫn là 1 trên S cộng 1. Và mình nhân lại một phần E này viết lại. Vậy là mình đã làm xong câu này. Rất là đơn giản nha. Cứ biến đổi nó về dạng giống thôi. Giống với cái hàm U. Rồi che lại. Và xem T trừ T0 là T và mình biến đổi lắp lát. Ok, thì đó chính là dịch chuyển trên miền thời gian nha mọi người. Rồi, biến đổi một xíu nữa. Một phần S cộng 1 mình đem ra ngoài. Ở đây là E mũ S nhân E mũ 1. Vậy là E mũ S cộng 1. Ở đây E mũ, đây là trừ S cộng 1 nha. Rồi, ở đây là E mũ trừ S.
1 phần e tức là e mũ trừ 1, thì là mình có e mũ trừ s trừ 1, thì đây chính là kết quả cuối cùng của mình. Mình qua phần tiếp theo là dịch chuyển trên miền tần số. Dịch chuyển trên miền tần số dấu hiệu nhận biết là gì? Đây, bây giờ giả sử mình có một cái hàm ít t, tuy nhiên người ta không muốn tìm Laplace của hàm ít t này, mà người ta muốn tìm Laplace của một cũng là ít t nhé, mà nó nhân thêm một lượng là e mũ trừ at vào. Vậy thì khi một tín hiệu trên miền thời gian mà được nhân thêm một lượng e mũ trừ at, thì trên miền tần số mình chỉ việc lắp ráp bình thường, tuy nhiên mình thay s bởi s cộng e. Vậy là trên hàm e nó sẽ trái dấu với hàng này, trên đi trừ thì thằng này sẽ cộng. Ok ha, mình đi vào cách làm. Đầu tiên, nếu mình có một cái hàm như thế này thì mình che cụm e mũ trừ at đi, che cái này lại, tạm thời quên nó đi, và mình tiến hành lắp ráp cái thằng bên trong này t. Thì lúc này có phải xt mình Laplace mình được cái hàm là xs không? Xong, cuối cùng mình đổi biến từ s thành s cộng a, tại vì đây là e mũ trừ nha, e mũ trừ thì lúc này mình sẽ chuyển thành xs cộng cộng a, nghĩa là chỗ nào có s mình thay bằng s cộng a vào. Còn nếu như chỗ này mà e mũ cộng thì sao? Thì chỗ này sẽ là dấu trừ. Ví dụ, người ta cho mình một cái hàm số xt bằng e mũ trừ 2t nhân cho cos t, thì mình thấy đây chính là biểu thức dịch chuyển trên miền tần số, tại vì nó có nhân thêm một cái lượng là e nè. Vậy đầu tiên mình đừng quan tâm e trước, mình nhẩm đi, cos t Laplace là gì? Cos thì trên tử phải có s rồi, dưới mẫu là s bình cộng omega bình, omega bằng 1, vậy là s cộng 1. Đây là thông thường nếu như không có e. Vậy có e mà đây là trừ 2, trừ 2 thì là mình phải chuyển trên miền tần số phải là s cộng 2 không? Vậy thì có nghĩa là chỗ nào có s mình thay bằng s cộng 2 vào. Và đó đây chính là kết quả của mình. S trên tử mình thay bằng s cộng 2. S bình mình thay bằng s cộng 2, tất cả bình rồi sau đó mình cộng lại cho một cho người ta. Còn nếu như chỗ này mà nó không phải là s cộng 2 mà bây giờ nó e mũ 2t thì sao? Thằng này đang dấu dương, thì một hồi mình chuyển phải là dấu âm lại, vậy đó là s trừ 2. Khi đó sẽ là s trừ 2 chia cho s trừ 2 tất cả bình cộng 1. Một ví dụ nữa, người ta cho mình một tín hiệu xt bằng e mũ trừ t nhân t bình, thì cái phần dịch chuyển trên miền tần số là cái phần này. Vậy t bình phương trên miền tần số nó là gì? 2 dây thừa là 2, s mũ n cộng 1, s mũ 3. Thông thường là vậy. Tuy nhiên mình thêm vào một lượng là trừ t. Trừ t tức là trừ 1, thì trên miền tần số mình phải thay bằng s cộng 1. Thì đây chính là kết quả của mình. 2 trên s cộng 1 tất cả mũ 3. Thì đây chính là kết quả của mình nhé. Ok, thì đó chính là kiến thức về dịch chuyển trên miền thời gian và dịch chuyển trên miền tần số. Thời gian thì mình chỉ nhớ là đi với UT trừ cho một cái số gì đó. Còn dịch chuyển trên miền tần số là biểu thức trên miền thời gian nó nhân thêm một lượng là e mũ trừ AT. Và sau đây là hai công thức nữa là vi phân trên miền tần số và vi phân trong miền thời gian, thì mình đọc thêm. Nó sẽ không có áp dụng gì nhiều đâu. Thì trong vi phân trong miền tần số ý nghĩa nó là gì? Bây giờ thay vì mình biến đổi Laplace cái hàm xt, người ta không thích. Người ta muốn biến đổi Laplace của một cái thằng t mũ n gì đó nhân cho xt. Ví dụ như tôi Laplace là txt nè, hoặc là tôi Laplace t bình xt. Vậy thì làm như thế nào? Thì đây chính là công thức của mình. Khi mà t mũ n nhân với xt, để Laplace được nó, đầu tiên là mình tiến hành Laplace cái thằng xt này. Xt này Laplace có phải là mình được x lớn hết không? Mà sau đó mình áp dụng theo cái lượng công thức này, trừ 1 mũ n, t mũ n thì là trừ 1 mũ n. Còn biểu thức này chính là gì? Đạo hàm cấp n của thằng xs vừa tìm được. Hay biểu diễn dưới dạng dễ nhìn hơn, chính là trừ 1 mũ n và nhân cho xs là Laplace của thằng xt nè, đạo hàm n lần. Thì đó chính là ý nghĩa của vi phân trong miền tần số. Mình ví dụ thử nha. Đây,
người ta yêu cầu mình là XT bằng T sin T, thì mình chỉ có công thức của sin T thôi. Bây giờ nó thêm một lượng là gì? T nữa. Mà T trong trường hợp này là tương ứng với N bằng 1. Đấy, còn cái lượng sin T này chính là XT. Thì mình áp dụng công thức chỗ này. Sin T mình đạo hàm ra gì? Sin T nha, mình lắp lát chứ nhập. Mình lắp lát ra là 1 trên S bình cộng 1. Và mình đặt cái này là IS. Tại nếu mình đặt XS thì nó sẽ bị trùng á. Mình đặt cái này là IS đi. Đấy, rồi cuối cùng mình áp dụng công thức này vào. Vậy thì lắp lát của T sin T ra cái gì? N bằng 1. Vậy mình có là trừ 1 mũ. Mũ 1 vẫn là trừ 1. Rồi, sin T này mình vừa lắp lát nó ra cái gì? 1 trên S bình cộng 1. Đã hàm mấy lần? T mũ 1 đạo hàm một lần. Vậy thì XS sẽ bằng trừ 1 mũ 1 nhân IS đạo hàm một lần. Trừ 1 mũ 1 vẫn là trừ 1. IS của mình chính là cái lượng nào? Là cái lượng này. Lúc này mình tiến hành đạo hàm là nó ra được biểu thức này. Trừ 2S trên S bình cộng 1 tất cả bình. Trừ nhân trừ đơn giản bỏ. Còn lại là 2S trên S bình cộng 1 tất cả bình. Vậy thì lắp lát của T sin T chính là thằng này. Vậy thôi. Còn nếu như chỗ này là T bình thì sao? T bình thì lúc này trừ 1 bình là 1 dương lại. Mà chỗ này là đạo hàm hai lần. Là mình đi đạo hàm cái này nè. Đạo hàm thêm lần nữa đó. Vậy thì vi phân trong miền tần số chuyển qua là công thức thôi. Và ứng với nó mình có là vi phân trong miền thời gian. Thì vi phân trong miền thời gian công thức của nó là như vậy. Và mình chỉ biết thêm thôi chứ mình không có nghiên cứu nó nha. Tại vì cái này áp dụng để giải phương trình vi phân. Và trong tín hiệu làm gì? Mình học thì mình không có nói cái phần mà phương trình vi phân, chỉ là mình bỏ luôn. Hai phần này đọc thêm. Vậy thì là mình đã xong cái phần biến đổi lắp lát thuận. Trong phần lắp lát thuận á, mình chỉ cần chú ý nhất là giờ t và giờ s thôi ha. Còn các công thức thì phải nắm được. Bây giờ mình sẽ đi vào biến đổi lắp lát nghịch. Lắp lát nghịch thì nó sẽ có thứ nhất là dạng biến đổi theo công thức. Có nghĩa là từ công thức cơ bản có sẵn mình làm ngược lại thôi. Ví dụ, người ta cho mình là trên miền tần số biểu thức XS là bằng 3 trên S bình cộng 2 cộng 1 trên S mũ 3 và cộng 1 trên S trừ 4 đã yêu cầu mình là tìm hàm XT trên miền thời gian. Thế thì lúc này mình phải tiến hành dựa vào công thức. Đầu tiên, 3 trên S bình mình lắp lát trên miền thời gian như thế nào? Mình nhớ lại, mình có một biểu thức là gì? T. Mình đi từ những con cơ bản thôi. T á, mà lắp lát có phải ra một phần S bình không? Đúng không? Tại vì đi từ công thức gốc là gì? T mũ N. Lắp lát ra. Ra T mũ N. Mình lắp lát ra N dây thừa. Chia cho S mũ N cộng 1. Đấy. Mà ở đây S của mình là 2. Mũ 2 có nghĩa là N đang bằng 1. À, n đang bằng 1 thì mình đi từ t trước đi. T lắp lát ra 1 phần s bình. À, vậy thì 3 trên s bình thì trên miền tần số nó phải là gì? 3t. Đó mình nhẩm từ từ đi. Thì đầu tiên là mình có được con 3t. Rồi, con 2 này thì mình nhớ lại công thức nào mà biến đổi lắp lát ra được con 2. Có phải là lắp lát của Dirac không? Lắp lát của Dirac t luôn luôn bằng 1. Vậy thì bằng 2 thì trên miền thời gian chính là 2 đi rắc tê. Tôi đánh lại chỗ này nhé. 2 đi rắc tê chứ không phải là 2T nhé. Ok, vậy là số 2 trên miền tần số chính là 2 đi rắc tê. Tiếp tục, 1 trên S mũ 3. Thì giờ là S mũ N cộng 1. Mà bằng 3 thì n bằng 2 là đi từ t bình. Thì t bình lắp lát ra là 2 trên s mũ 3. Đó. Mà ở đây làm sao? Mình chỉ có là 1 trên s mũ 3 thôi. Thì có phải mình phải nhân lên cho 2 không? Và mình chia lại cho 1 phần 2 không? Ê, nhân cho 2 và mình nhân lại 1 phần 2 để mất con 2 này. Vậy thì lúc này 2 trên s mũ 3 chính là gì? T bình. Và hệ số 1 phần 2 mình thêm vào, mình viết lại. Rồi, cái hàng cuối cùng là 1 trên S trừ 4. Thì mình có công thức gì?
E mũ trừ AT thì nó bằng là 1 trên S cộng A. Còn trong trường hợp này là S trừ A đi, thì chỗ này phải là S cộng A lại. Thì A của mình chính là 4, do đó trên miền thời gian của mình chính là E mũ 4T. 4 đang dương nè, chuyển qua miền tần số sẽ là âm lại. Vậy thì là mình đã biến đổi được cái biểu thức này theo công thức để đưa về miền thời gian. Một tính chất đặc biệt nữa là xung Dirac của mình nha, là tính chất lắp lách ngược với xung Dirac. Vậy thì với một biểu thức trên miền tần số mà nó có dạng S mũ N thì chúng ta áp dụng công thức của xung Dirac. S mũ N thì trên miền thời gian á, nó sẽ là đạo hàm cấp N của thằng Dirac T. Đấy, nhớ nha, chẳng hạn như mình có x bình đi, x bình, x bình này là trên miền tần số, bị hỏi trên miền thời gian là bao nhiêu? À thì chính là đạo hàm cấp 2 của xung Dirac. Đấy, một ví dụ. Mình có một biểu thức xs là bằng x bình cộng 1 trên s. Thì lúc này nó có dạng phân thức thì mình lấy trên mình chia dưới đúng không? Vậy thì s bình trên s là mình được s và cộng cho 1 phần s. Cái thằng 1 phần s thì mình biết rồi nè. Đúng không? Lắp lát của 1 mà ra 1 phần s. Rồi, còn thằng s này lắp lát của nó là gì? Lắp lát ngược của nó là mấy? S đây là s mũ, mũ 1. Vậy là trên miền thời gian chính là đạo hàm cấp 1 của xung Dirac này. Do đó đây chính là kết quả của mình. Cộng thêm 1. Đúng không? 1 phần s trên miền thời gian chính là 1. Và thằng S này chính là đạo hàm cấp 1 của xung Dirac T. Mình thay N1 vào nè, vị trí tương ứng. Thì đây chính là kết quả của mình. Đó là mình đã qua biến đổi lắp lát bằng cách sử dụng công thức. Bây giờ mình biến đổi nghịch biểu thức dời ớt đơn giản. Thì biểu thức dời ớt mình biến đổi nghịch như thế nào? Thì đầu tiên mình phải nhận dạng được thế nào là biểu thức dời ớt. Dời ớt là hồi nãy mình nhớ không, là trên miền tần số nó không phải là ớt nữa mà là ớt cộng cho một cái lượng gì đó. Thì đây biểu thức có dạng là gì? Ít ớt tức là biểu thức trên miền tần số nó có dạng là ớt cộng a tất cả mũ n. Đó là một cái hàm nha, một cái hàm gì đó bất kỳ đi, nhưng mà trong đó nó chứa là ớt cộng a tất cả mũ n. Thì để xử lý cái hàm này mình làm như thế nào? Đầu tiên mình xem cụm ớt cộng a là một thằng ớt to. Rồi biến đổi nghịch theo công thức để được hàm gốc. Sau đó mình nhân thêm cái lượng là e mũ trừ at vào hàm gốc là xong. Thì có phải là e mũ trừ at mà nhân cho xt đi, hàm gốc là xt nha. Thì có phải là trên miền tần số là mình được là x lớn ớt cộng a không? Thì bây giờ mình tìm ngược lại thì mình sẽ làm như thế nha. Là mình xem ớt cộng a này là ớt to và biến đổi lắp lách nghịch theo thằng x to này ra được một cái hàm gì đó chính là xt. Và cuối cùng là mình nhân thêm một cái lượng tương ứng là e mũ trừ at vào là mình được kết quả. Ví dụ, tìm hàm gốc của hàm sau. Câu A, mình có xs là bằng 1 trên s trừ 1 tất cả bình. Thì mình đối chiếu với những công thức của mình, nó chỉ có là 1 phần s bình thôi. Thằng T đó, nó lắp lát ra là 1 phần s bình. Tuy nhiên đây là s trừ 1 tất cả bình thì không được. Do đó tiến hành đặt. Đặt x lớn là bằng x trừ 1. Vậy lúc này hàm mình trở về là 1 trên s bình. Mà lắp lách ngược của 1 trên s bình là mình được t. Và tuy mình phải nhân là một lượng trả người ta là bao nhiêu. Mình muốn biết chính xác mình giải phương trình thôi nè. Cho này bằng 0 đi. Vậy là s bằng 1. Vậy là nhân cho một lượng là e mũ t. Đây chính là kết quả. T nhân e mũ t. Một ví dụ nữa nhé. Đây. Mình có dạng cái phân thức là 1 trên s bình cộng 2s cộng 2. Thì ở đây là mình bấm máy chắc là nghiệm phức. Thì một hồi nữa là mình sẽ có cách biến đổi ra cái phân thức này là mình sử dụng residue đó cho dạng phức. Mà tuy nhiên đối với cái bài này mình có cần residue chỉ mất công không? Không, mình biến đổi một tí. Có phải là s bình cộng 2s cộng 1 nó là một hàng đẳng thức không? Nó chính là s cộng 1 tất cả bình và dư lại một con 1. Thế thì lúc này mình áp dụng cái giờ s này lẹ hơn nè. Là mình xem s cộng 1 là thằng s to thì có phải lúc này mình đặt s bằng s cộng 1. Thì lúc này hàm của mình quay về 1 trên s bình cộng 1.
mà 1 trên x bình cộng 1 á, trên tử là số á, thì nó sẽ là hàm sin. Vậy là mình có hàm sin omega chính là 1, 1. Vậy là mình có sin t. Tuy nhiên mình phải nhân lại một lượng trả người ta, tại vì mình đặt mà. Mình giải phương trình x cộng 1 bằng 0, mình được x bằng trừ 1, do đó mình nhân lại một lượng là e mũ trừ t. Thì đây chính là kết quả của mình. E mũ trừ t nhân sin t. Thì mọi người nhớ thêm vào một số chỗ nha. Là biểu thức trên miền thời gian lúc nào cũng có ut hết. Mình làm tắt thì mình ghi như vậy cũng không sao. Tuy nhiên lúc trình bày cho bài thi hay là gì đó, thêm ut hết cho quen nha. Luôn luôn có ut. Cho nó đúng nhất. Rồi, thì đó chính là biến đổi nghịch biểu thức ớt đơn giản. Có biểu thức ớt sẽ có biểu thức t. Vậy thì biểu thức dời t đơn giản là khi nào? Là khi biểu thức trên miền tần số nó có dạng e mũ trừ a ớt nhân cho một cái lượng f ớt nào đó. Thì có phải hồi nãy mình có công thức là x t trừ t không, mình nhân cho cái u t trừ t không, thì lắp lát là e mũ gì trừ t không ớt nhân cho x ớt không? Thì bây giờ người ta cho cái này, kêu mình tìm ngược lại cái này. Thì cách làm như thế nào? Thì đầu tiên mình sử dụng tính chất Laplace của x t trừ a nhân u t trừ a bằng e mũ trừ a ớt nhân cho x ớt. Đây chính là tính chất tổng quát. Vậy thì khi đó Laplace ngược của thằng x ớt này nó sẽ bằng f t trừ a. Đây, ớt ớt x ớt là mình là thằng này nè. Đấy, khi nó có dạng là e mũ trừ a ớt nhân cho f ớt. Bây giờ mình quy định nha, chữ in ứng với miền tần số và chữ thường ứng với miền thời gian. Vậy thằng f lớn này đang ở trên miền tần số, vậy trên miền thời gian của nó chính là f gì? F nhỏ. Rồi, nó chứa trong mình nó là e mũ trừ a, do đó nó sẽ biến thành f t trừ a. Thì cách làm là đầu tiên mình sẽ tìm f t là bằng Laplace ngược của thằng f x này trước. Đó. Trong biểu thức của mình là mình dục cái phần e mũ a ớt này qua bên, thì còn lại bao nhiêu nó chính là f lớn ớt. Thì đầu tiên mình tiến hành là Laplace ngược cái thằng f ớt này để thu được ft, và cuối cùng sau đó mình thay t bởi t trừ trừ a là mình được kết quả của mình, chính là hàm gốc của thằng này chính là xt. Xt của mình chính là f nhỏ thay t bởi t trừ a. Thì bây giờ đi vào một ví dụ cho mình dễ hình dung được công thức này nha. Tại lúc trước trong những video kia tôi cũng có hướng dẫn một cách nhìn rất là rối. Nó sẽ rối hơn và không tiện bằng cách này đâu. Đầu tiên mình có một biểu thức trên miền tần số. Y bằng E mũ trừ 2S nhân cho 1 chia S cộng 5. Thì mình thấy nó có E mũ trừ S là chắc ăn là biểu thức dời T. Thì cách làm như thế nào? Mình tách riêng hai phần này ra. Vậy lúc này mình đặt cái cụm này là FS. Tôi đặt FS của tôi là bằng 1 trên S cộng 5. Thì có phải lúc này là hàm y ớt của mình chính là e mũ trừ 2 ớt nhân cho f ớt không? Hợp lý nha. Mình đặt cái cụm này là f ớt thì nó sẽ là e mũ trừ 2 ớt nhân f ớt. Vậy là cái hàm y ớt nó có dạng là hai này nhân nhau. Vậy thì y t chính là gì? F ớt, f lớn biến thành f nhỏ. Rồi, thay t bởi t trừ cho 2. Vậy là biểu thức y t nó sẽ bằng f nhỏ t trừ 2. Đấy, nhưng mà f nhỏ này đâu ra? Nó đi từ fs này, do đó mình phải tìm f nhỏ t trước. Sau đó mình mới tìm được cái thằng f lớn, f nhỏ t trừ 2. Mà f nhỏ chính là Laplace ngược của fs. Thì bây giờ mình biến đổi. F nhỏ t á, thì nó bằng là Laplace ngược của thằng fs này. Mà 1 trên s cộng 5 á, Laplace ngược ra gì mọi người? Có phải là ra e mũ trừ 5t nhân ut không? Nhớ nhưng nhớ thêm ut vào hết cho tôi. Đó. Nhưng mà kết quả của mình là gì? Ft trừ 2. Do đó chỗ nào có t nè, có t nè, thay bằng t trừ 2 hết. Vậy thì mình có it bằng ft trừ 2 bằng e mũ trừ 5 t thay t trừ 2 vào. Ut thay bằng t trừ 2 vào. Đây chính là kết quả của mình. Nói lại cách làm nha. Đầu tiên, e mũ trừ 2s nhân cho cái hàm gì đó thì mình đặt cái hàm gì đó là f.
Mình đặt f bằng 1 trên x cộng 5 thì lúc này hàm của mình là y bằng e mũ trừ 2 x nhân f x. Từ đó mình suy ra trực tiếp hàm y t luôn. F lớn biến thành f nhỏ. F x thì có phải thành ft không? Nhưng mà vì nó dính cái thằng e này nè, do đó nó biến thành ft trừ 2. Đó, mà muốn có ft trừ 2 là phải có ft. Mà ft thì bằng lắp lát ngược của thằng fs. Mà lắp lát ngược của thằng fs chính là e mũ trừ 5t nhân ut. Vậy đã có ft suy ra ft trừ 2 được không? Được, chỗ nào có t thay bằng t trừ 2 vào. Thì đây chính là kết quả của mình, nhanh gọn lẹ. Một bài nữa ha, cho dễ nhìn. Hình dung. Đây. Hàm của mình được cho dưới dạng là gì? Y bằng e mũ s nhân cho s trên s bình cộng 4. Thì lúc này mình tách cái này ra, mình đặt cái cụm này là bằng fs. Đặt fs bằng s trên s bình cộng 4 thì lúc này y bằng gì? Y nha, bằng e mũ s nè nhân cho fs. Đó. Vậy khi nó có dạng như thế này á thì suy ra it liền luôn. F lớn biến thành f nhỏ. Thì fs này nè, nó sẽ biến thành ft đúng không? Tuy nhiên nó nhân thêm một lượng là gì? E mũ 1 s. Vậy đó phải là ft cộng 1. Vậy bây giờ muốn có ft cộng 1 phải có ft. Mà ft chính là lắp lát ngược của fs. Bây giờ mình đi lắp lát ngược fs, tức là mình đi lắp lát ngược cái thằng này. Ra được kết quả là bao nhiêu đó chính là ft. Viết ra. S trên s bình cộng 4 thì hàm sin là hàm cos đây. Trinh tử của mình là một biến, dưới mẫu là s bình cộng omega bình, mà 4 chính là 2 bình. Vậy mình có ft của mình chính là cos 2t nhân ut. Biến đổi Laplace mọi người luôn luôn nhớ có ut nhé. Vậy thì lúc này mình đã có ft. Ft của mình chính là cos 2t nhân ut. Vậy từ đây mình suy ra được ft cộng 1 không? Ft cộng 1 chính là mình thay t bởi t cộng 1. Do đó IT là bằng FT cộng 1. Thay T bởi T cộng 1 lúc này là 2T cộng 2. UT biến thành UT cộng 1. Thì đây chính là kết quả của mình. Mọi người coi lại một tí đi nha. Coi có thắc mắc gì không? Tôi. Cách làm này rất là nhanh. Nó sẽ không, nó đỡ rối cho mình. Không có thắc mắc đúng không? Mình sẽ qua tiếp nha. Nhớ các bước vậy được rồi. Tách cái thằng e này ra bên, còn lại chính là hàm. Rồi, hàm bao nhiêu á thì là tương ứng với f của nó là cộng bấy nhiêu. Sẽ lắp lát cái thằng lớn này ra được bao nhiêu đó. Phải có ut cái bên. Rồi cuối cùng thay t bởi t cái gì đó là ra được kết quả của mình. Ok. Rồi, thì đó chính là biểu thức giờ t và biểu thức giờ s đơn giản. Bây giờ mình đi biến đổi nghịch phân thức hữu tỉ. Thì phân thức hữu tỉ mình nhớ có mấy dạng nè: nghiệm thực đơn, nghiệm kép và nghiệm phức. Thì để làm những phân thức hữu tỉ, trước tiên mọi người phải kiểm tra cho tôi là bậc tử như thế nào với bậc mẫu. Nếu như lúc này mình thấy tử mà nó lớn hơn mẫu á, thì mình phải đi chia. Mình chia ra thức cho những thành cho nó thành cái những dạng đơn giản nhất rồi mới làm. Còn nếu thấy tử mà nó bé hơn mẫu rồi ha, thì thôi. Đó chính là phân thức hữu tỉ luôn. Mình đi vào dạng đầu tiên, dạng mẫu nghiệm thực đơn. Có nghĩa là mẫu, tất cả các nghiệm đó là nghiệm thực và lẻ với nhau hết, nó không có nghiệm kép đấy. Thì đây chính là cái dạng phương trình của mình. Xs trên miền tần số mình thấy nó có dạng là hàm Ax gì đó, tin tưởng nha. Dưới mẫu của nó là một cái hàm bậc 2, bậc 3 gì đó, nhưng mình bấm nghiệm nó ra được 3 nghiệm. Hoặc là 4 nghiệm, 5 nghiệm gì đó. Thì tôi ví dụ trong trường hợp 3 nghiệm là S trừ S0, S trừ S1 nhân S trừ S2. Và chỗ này có thể có hằng số nha. Mọi người phải nhớ có hằng số nha. Chẳng hạn như mấy cái hàm mà AX bình cộng BX cộng C mà bấm ra hai nghiệm đi, thì nó phải có A trước rồi mới là X trừ X1, X trừ X2. Chứ đừng quên thằng A là đi nha. Rồi mình bổ sung những A nó đi. Vậy thì lúc này á, ba thằng dưới mẫu là có ba cụm, như đó mình phải tách cái làm ba phân thức đơn. Vậy là xs của mình phải biến đổi về dạng k0 trên s trừ s0 cộng k1 trên s trừ s1 cộng k2 chia s trừ s2. Và tới đây mình sử dụng residue để mình tính ba cái hệ số k0, k1, k2 này.
Để tính cả không thì làm gì? K không á thì mình tra cái commit trừ x không này đi. Thì nó chỉ còn là AX trên X trừ X1 nhưng X trừ X2. Và mình call là call nghiệm của thằng đã che. Chính là mình call cái nghiệm của phương trình này. S trừ X0 thì mình bằng 0. Có nghĩa là mình call S bằng X0 vào, ra một con số bao nhiêu đó chính là K0. Tương tự K1. K1 thì che thằng này, tức là mình che thằng giữa này đi. Vậy nó chỉ còn là gì? AS nhân cho S trừ X0 nhân cho S trừ X2. Mà che S trừ X1 á thì mình giải phương trình S trừ X1 bằng 0, vậy là S bằng X1. Ra bao nhiêu đó chính là K1. Tương tự với K2 nhé. Sau khi mình tìm được ba nghiệm K1, K2, K0, lúc này nó đã trở thành những dạng phân thức đơn giản rồi. Lắp lát ngược bằng công thức là xong. Ví dụ, trên miền tần số mình có một biểu thức là 6x bình trừ x trừ 1 trên x mũ 3 cộng 1. Hỏi trên miền thời gian bao nhiêu? Thì mình nhìn thấy trên tử của mình bậc đang bé hơn. Bậc này bậc 2 rồi thì không cần phải chia gì hết. Vậy thì lúc này mình chỉ cần tìm nghiệm của mẫu. Bấm phương trình bậc 3 ha. Còn không thì mình đặt nhân tử chung ra. Không, mình áp dụng cái chỗ này là S nha. S mũ 3 trừ S nha. Đặt nhân tử chung ra. Thì là còn S bình trừ 1. Vậy là S bình trừ 1 chính là S cộng 1 nhân S trừ 1. Vậy là mình có 3 nghiệm. Bấm máy ra nghiệm gì? S bằng 0. S bằng cộng trừ 1. Và ba nghiệm này là ba nghiệm đơn với nhau. Hệ số trước hết mũ 3 là 1. Đấy, do đó mình sẽ ghi là xs bằng 6s bình trừ s trừ 1 trên s nhân s trừ 1 và nhân s cộng cộng 1. Rồi, thì lúc này mình tách làm ba phân thức. Phân thức thứ nhất là k0 trên s, phân thức thứ hai là k1 trên s trừ 1 và phân thức thứ ba là k2 trên s cộng 1. Bây giờ residue mình tìm ra ba hệ số. Với k0 mình che s lại thì mình call là cái gì? Che s mất cái này rồi, còn gọi là s trừ 1 nhân s cộng 2. K0 s trừ 1 nhân s cộng 1 là số 1 này. S trừ 1 nhân s cộng 1. Mình call là mình call nghiệm của thằng dưới mẫu rồi nè, là mình call số 0 vào, bấm máy ra 1. Tương tự để tìm k1 thì sao? K1 ứng với s trừ 1, do đó mình che s trừ 1 này lại. Do nó chỉ còn là s nhân s cộng 1. Và s trừ 1 này bằng 0. Mình cho s bằng 1. Mình call ra nghiệm là 2. Và cuối cùng là mình bấm K2 tương tự nha. Và mình tìm được giá trị là 3. Vậy là lúc này xs của mình bằng 1 phần s cộng 2 phần s trừ 1 và cộng 3 trên s cộng 1. Có biểu thức trên miền tần số đơn giản như thế này rồi trên miền thời gian dễ không? Rất dễ. Biểu thức trên miền thời gian của mình chính là 1 phần s chính là 1. 1 nha. Rồi, 2 trên s trừ 1 nó sẽ là 2 nhân e mũ t. Đúng không? 2 rồi 1 phần s cộng 1 là 2 nhân e mũ t. Còn lại 3 trên s cộng 1 sẽ là 3 nhân e mũ trừ t. Một nhé. Ok. Đây chính là kết quả của mình. Ừ, đúng rồi. Tuy nhiên, biểu diễn kết quả như vậy là nó còn thiếu một cái đó. Trúc Mồi, theo Trúc Mồi ha, kết quả nó như ghi như vậy không, nó còn thiếu cái gì Trúc Mồi? Chứ chồng đi rắc. Ủa, UT hả? Đúng rồi, thiếu UT má, tự nhiên đi rác hết hồn. Ok ha. Thì kết quả chuẩn nhất cũng phải có UT nha. Nữa bổ sung cho tôi sau đi. Rồi. Để bổ sung cái UT vào ha cho nó chuẩn. Tại vì mình cứ hay quen là mình lắp lát mình để đó luôn á. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ sai. Có UT vào nó mới đúng. Rồi nè, nó đứng hình rồi, để một tí nha. Ok. Vậy thì cái dạng thứ nhất là đơn giản nha mọi người. Cứ residue tìm ra ba nghiệm là được. Bây giờ mình qua dạng thứ hai, lúc này sẽ có nghiệm kép. Vậy lúc này biểu thức mình
Nó có dạng là x trừ x không tất cả bình, có nghĩa là nghiệm kép xảy ra ở một con nào đó và còn lại là các nghiệm đơn. Trong trường hợp này tôi giả sử chỉ có một nghiệm đơn thôi, trong thực tế có thể có nhiều nghiệm đơn nữa nha. Bây giờ cách làm như thế này, khi có nghiệm kép mình phải biểu diễn về dạng K0 chia cho nghiệm kép trước. Nghiệm kép ngay thằng nào á thì là K0 chia nghiệm kép thằng đó. Sau đó mình cộng K1 thì chính là cái nghiệm bình thường của thằng nghiệm kép, là mình hạ bậc từ 2 hạ xuống 1. Vậy là mình xử lý cái thằng nghiệm kép xong nè. Nhớ nha, khi có nghiệm kép á thì chính bản thân thằng này phải được tách làm hai cái trước, thì là cái thứ nhất có kép và cái thứ hai bình thường. Và còn lại x trừ x1 là nghiệm đơn, như đó chỉ là K2 trên x trừ x1 mà thôi. Và nhiệm vụ của mình là residue. Và tuy nhiên cái nghiệm kép của mình á thì tìm các hệ số nó khác một tí. Đầu tiên K0. K0 của mình á là cái cụm này. Vậy đó mình che cái này lại đúng không? Có nghĩa là mình che cái này đi. Vậy là mình còn lại là AS trên S trừ S1. Và S bằng S0, S trừ S0 bằng 0, có nghĩa là S bằng S0. Bấm máy ra bao nhiêu đó chính là K0. Tuy nhiên cái thằng K1 á thì mình không thể nào mình che được nữa. Mà mọi người phải nhớ, để tìm được thằng K1 thì K1 là ứng với cái nghiệm kép đúng không? Cái nghiệm mà hạ bậc của nghiệm kép nè. Thì mình phải tiến hành đạo hàm cái thằng ở trên, tức là đạo hàm cái biểu thức của thằng nghiệm kép này bằng máy tính, và sau đó mình mới thay vào. Mình cũng thay giá trị là S bằng S0 vào. Đấy thì đặc điểm của thằng nghiệm kép nha, là khi thằng nào nghiệm kép á, thì hệ số đầu tiên á, là bình thường. Tuy nhiên thằng thứ hai là phải đạo hàm cái thằng trước đó. Rồi, còn lại K2 là nghiệm đơn bình thường nè, thì mình sẽ che cái gì? Mình che S trừ S1 lại, thì có phải là còn AS trên S trừ S0 tất cả bình không? AS trên S trừ S0 tất cả bình. Rồi, S trừ S1 bằng 0, vậy là S bằng S1. Bấm máy ra bao nhiêu đó chính là K2. Đấy, vậy là mình chỉ cần chú ý thằng K1 vậy thôi. K1 chính là nghiệm hạ bậc. Rồi, ok ha, còn lại là bình thường. Ví dụ, mình có một biểu thức như thế này. 4x mũ 3 cộng 5x bình trừ x trừ 1. Trên cho x cộng 1 tất cả bình nhân x trừ 1. Biểu thức trên miền thời gian người ta cho mình như thế này. Trên miền tần số người ta cho như thế này. Vậy người ta hỏi mình trên miền thời gian nó là bao nhiêu? Và mọi người lưu ý cái chỗ bình phương như thế này nè. Cách để mình tìm được nghiệm kép á thì mình tìm như thế nào? Giả sử mình có một cái phương trình bậc 3 nha, là ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d. Thì bậc 3 nếu như đầy đủ các nghiệm có phải là mình giải ra ba nghiệm x1, x2, x3 không? Còn trong trường hợp nó nghiệm kép á, thì lúc này mọi người chỉ giải ra được hai nghiệm là x1 và x2 thôi. Thì lúc này mình phải phân vân con x2 là nghiệm kép hay là con x1 là nghiệm kép. Thì nói chung là để nhanh gọn lẹ hay cứ bấm máy tính nha. Trường hợp đầu tiên mình cho x1 là nghiệm kép á, thì nó sẽ là gì? A viết lại x trừ x1 tất cả bình và nhân cho x trừ x2. Sau đó mọi người lấy cái phương trình này nè, mình trừ lại cho cái phương trình này và con một vài giá trị bất kỳ. Nếu nó bằng 0 á thì là mình đúng. Còn nếu nó không bằng 0 á thì lúc này nghiệm kép của mình nó phải nằm ngay hàng này. Vậy thôi ha, cái này đơn giản mà. Thì tổng quát lên bậc 3, bậc 4 luôn. Bậc 4 thông thường phải có 4 nghiệm. Nếu bấm ra 3 nghiệm thì có một thằng nghiệm kép rồi đó. Ok. Thì bài này đơn giản, người ta cho mình biểu thức trước nè. Thì nhiệm vụ của mình là phải tách ra. Ở đây đầu tiên là một thằng bình, sau đó một thằng hạ bậc của thằng bình, và cuối cùng là hai nghiệm đơn. Vậy là xs sẽ bằng là k0 trên x cộng 1 tất cả bình cộng cho k1 trên x cộng 1. Hai thằng là một thứ đó. Còn cuối cùng là s thì k2 trên s và s trừ 1 là k3 trên s trừ 1. Residue, k0 là tìm bình thường. K0 là liên quan đến s cộng 1 tất cả bình, thì mình che s cộng 1 tất cả bình này lại. Thì có phải là mình chỉ còn s nhân s trừ 1 thôi không? Mà s cộng 1 bằng 0 thì s bằng trừ 1, bấm máy tính ra được 1 phần 2. Sau đó mình tìm K1. Thì K1 lúc này nó là gì? Nó là nghiệm hạ bậc của cái thằng K0. Vì đó mình phải tiến hành đạo hàm cái biểu thức phía trên này nè. Mình đi đạo hàm nó bằng máy tính. Máy tính có chức năng tìm đạo hàm chứ không có đạo hàm bằng tay nha. Đấy, mình cũng thay s mình trừ 1 vào, mình bấm máy tính nó ra là 5 phần 4.
còn lại là K2 với K3 là tại nghiệm đơn thôi nên che bình thường. Mình sẽ giải ra K2 là bằng 1 và K3 bằng 7 phần 4. Vậy thì lúc này mình đã có 4 hệ số thay vào là biểu thức ban đầu. X ớt sẽ bằng là 1 phần 2 ha, ớt cộng 1 tất cả bình cộng 5 phần 4 ớt cộng 1 phần ớt và cộng cho 7 phần 4 ớt trừ 1. Biểu thức trên miền tần số như thế này thì biểu thức trên miền thời gian của mình như thế nào? Bây giờ mình đi lắp lát thôi. Mình xử lý những thằng đơn giản trước nè. 7 phần 4, 7 phần 4, ớt trừ 1, 1 phần ớt trừ 1 đấy. Thì nó sẽ là E mũ T. Rồi, 1 phần ớt thì lắp lát ngược nó chính là mấy? Chính là 1. 5 phần 4 viết lại, còn lại là 1 trên gì? Ớt cộng 1 chính là E mũ trừ T. Tuy nhiên tới hàng này đặc điểm là gì? 1 trên ớt cộng 1 tất cả bình. Mình không có cái công thức nào như vậy hết. Tại vì mình chỉ có là 1 trên ớt tất cả bình thôi. Mình đâu có ớt cộng 1 tất cả bình. Nhưng mà ớt cộng 1 tất cả bình này chính là gì? Dời ớt. Như đó mình chỉ cần đổi biến thôi ha. Đặt ớt lớn bằng ớt cộng 1. Vậy thì lúc này hàm của mình chính là 1 phần 2 nhân 1 phần ớt bình. Mà mình nhớ lại công thức này. 1 phần ớt bình mình lắp lát ngược là có phải là T không? Vậy là biểu thức của mình chính là 1 phần 2 T. Tuy nhiên mình đặt rồi phải trả. Ớt cộng 1 bằng 0, ớt bằng trừ 1. Do đó mình nhân là E mũ trừ T. Do đó mình có kết quả như thế này ở đây ha. Và tất cả mình đem nhân cho UT. Thì đây chính là kết quả của mình trên miền thời gian. Thì đó chính là dạng thứ hai, dạng có nghiệm kép. Còn bây giờ mình đi dạng cuối cùng nha, chính là nghiệm phức. Nghiệm phức là một biểu thức nó có dạng là x ớt bằng a ớt chia cho ớt bình cộng b ớt cộng c. Trong đó cái thằng nghiệm mẫu này nè, mình bấm nó ra hai nghiệm. Thứ nhất là gì? Alpha cộng cho beta y. Và nghiệm thứ hai là alpha trừ cho beta y. Thì mọi người lưu ý các hệ số alpha và beta nè cho đúng. Rồi. Tiếp theo là mình tiến hành tách. Mình biến đổi biểu thức là ớt x ớt lúc này nó sẽ bằng là a ớt. Mẫu lúc này có hai nghiệm là gì? Alpha cộng beta y và alpha trừ beta y, do đó biến thành là ớt trừ cho alpha cộng beta y nhân ớt trừ cho alpha trừ beta y. Hệ số biểu thức này là 1, vậy là chỗ này vẫn là 1 thôi. Sau đó tiến hành tách biểu thức ra. Thì tách á, thì lúc này nó sẽ có cái dạng là gì? K0 và K0 đảo. Không, K0 liên hợp. Thì trong quá trình tìm residue của nghiệm phức, mình chỉ tìm một thằng duy nhất chính là K0. Mà K0 lúc này á, nó phải đi với cái nghiệm mà có B dương. Nhớ nha, K0 là nó đi, nó chính là tử của cái thằng có mẫu là B dương. Tại nghiệm của mình là alpha trừ beta và alpha cộng beta. Thì mình phải lấy cái nghiệm alpha cộng beta. Đó, mình mới tính. Thì đó mới là K0. Còn K0 liên hợp á, thì chính là nghiệm mà có B âm. Thứ tự rất là quan trọng nha, ngược lại là sai dấu liền đấy. Sai dấu hoặc là sai gốc độ các kiểu. Vậy sau khi mình đã đưa về cái định dạng này là K0 đi với nghiệm B dương, thì lúc này mình sẽ tìm hệ số K0 này bằng residue thông thường thôi. Tìm duy nhất một thằng K0, không tìm K liên hợp. K0 là ứng với cái nghiệm này. Vậy là mình che cái này lại. Thì có phải lúc này chỉ còn A ớt chia cho ớt trừ cho alpha trừ beta y không? Và mình coi là mình coi trên trường số phức, do đó mình phải chuyển về chế độ số phức nha. Và mình coi nghiệm của thằng dưới mẫu này, ớt trừ cho cái nồi này bằng 0, thì có phải là ớt bằng alpha cộng beta y không? Mình bấm máy ra bao nhiêu đó thì nó chính là K0. Tuy nhiên mình phải đưa về dạng là R góc theta. Nhớ nha, đưa về dạng cực. Vậy sau khi mình đã có dạng cực với góc theta tương ứng thì đây chính là kết quả của mình. XT là bằng 2 mô đun K0. Mô đun K0 chính là gì? Chính là cái thằng R này nè. Mình vừa tìm được. Nhân cho E mũ trừ alpha T. Alpha của mình chính là thằng này. Trừ alpha, E mũ của mình trừ cái thằng alpha đó nhân T. Và nhân cho cos beta T. Beta là thằng đi với Y. Nhân cho T. Và nó cộng trừ argument của K0. Mà mình đã bấm sang tọa độ cực rồi, do đó argument của K0 chính là hạng theta.
Vậy thì đối với nhà nhiễm phức á, mình chỉ cần tìm một hệ số khai triển duy nhất thôi, chính là K0, và cuối cùng áp dụng công thức. Chỉ cần lưu ý một điều là K0 của mình nó phải đi với nghiệm của phần B dương. Đấy, và kết quả cuối cùng mình nhân cho UT nhé. Đi vào ví dụ. Trong miền tần số, người ta cho mình một hàm là S bình trên S bình cộng 2S cộng 5 để nguyên làm là chất vuốt. Tại sao lúc này tử của mình đang bằng mẫu? Thì đó mình phải tiến hành chia đa thức. Thì chia bằng tay cũng được, hoặc là mình đi thêm bớt thôi. Bây giờ thêm làm sao? S bình, bây giờ tôi thêm một lượng là 2S cộng 5 vào. Thì tôi phải trừ lại một lượng là 2S cộng 5. Và tôi chia lại cho S bình cộng 2S cộng 5. Thì có phải S bình cộng hết cộng 5 chia S bình cộng hết cộng 5 là bằng 1 không? Bằng 1. Rồi, còn lại là cái lượng là 2S cộng 5 chia cho S bình cộng 2S cộng 5. Thì lúc này mình đã đưa về biểu thức hữu tỉ đơn giản là bậc tử đang bán bậc mẫu. Còn lại là hằng 1 này thôi. Đó, thì mình biến đổi cho nó đơn giản là như thế này nha. Rồi, sau khi được cái hàm đơn giản thế này, mình tiến hành tìm nghiệm ở mẫu. Và mình thấy là nghiệm này là chắc ăn là nghiệm phức rồi. Mình bấm máy nó ra được là S bằng trừ 1 cộng trừ 2y. Vậy thì trong cái định dạng này, alpha của mình chính là trừ 1. Beta của mình là số đứng kế y, thì lại là beta của mình bằng 2. Đấy, và mình tiến hành biến đổi biểu thức. Sau khi mình chia đa thức xong là mình được 1 trừ 2s cộng 5 trên s bình cộng 2s cộng 5 bằng 1 trừ cho 2s cộng 5. Vì mẫu có hai nghiệm nè, nên mình biến đổi là nghiệm thứ nhất, s trừ nghiệm thứ nhất nhân s trừ nghiệm thứ hai. Đó. Và mình bằng 1 trừ is, mình đặt cái nùi này nè. Mình đặt nó là is cho nó đơn giản. Is. Vậy thì bây giờ mình đi tìm Laplace của thằng is này. Đưa is về dạng. Is là một cái thằng có hàm phức, chính là cái cụm này nè. Vậy là lúc này nó sẽ bằng K0 trên S trừ cho trừ 1 cộng 2y cộng cho K0 liên hợp S trừ cho trừ 1 trừ 2y. Thì K0 là phải đi với nghiệm có phần B gì? B dương. B dương chính là thằng nào? 1 cộng trừ 1 cộng 2y. Thì K liên hợp đi với B. Vậy thì bây giờ mình tìm residual, tức là tìm hệ số khai triển của thằng K0. K0 che này lại. Vậy thì nó còn lại là gì? IS nha, IS là hàng này nè, che hàng này lại rồi, che hàng cộng chứ, là che hàng này. Thì nó còn lại là 2S cộng 5 chia cho S trừ trừ 1 trừ 2Y. Con con là con làm sao? Che hàng này thì là S trừ cho trừ 1 cộng 2Y bằng 0, thì chính là S bằng trừ 1 cộng 2Y. Mình bấm máy nó ra là 1 trừ 3 phần 4Y. Và đưa về tọa độ cực ha, là 5 phần 4 góc 36,87 độ. Vậy đây chính là argument R, và đây chính là góc theta. Đây chính là mô đun nè, đây mới là argument theta. Thì bây giờ áp dụng công thức thôi. XS thì nó bằng 1 trừ IS và XT bằng gì? 1 mà lắp lách ngược ra đi gắt. Đúng chưa? Còn IS lắp lách ngược là ra IT. Mà IT đó, thông qua biểu thức residual nè, chính là 2 nhân cho argument là 5 phần 4 nhân e mũ trừ alpha t. Alpha là trừ 1 trừ nhân trừ thành cộng, như đó chính là e mũ t. Cos của cái gì? Beta cộng argument K0. Beta của mình là 2, vậy là 2t. Argument K0 mình bấm được là bao nhiêu? 36,87 độ. Do đó chỗ này là 36,87 độ. Đúng không? Để xem lại cái công thức một tí nha. Ừ đúng rồi, đây là dấu cộng. Vậy đó phải là cộng 36,87 độ. Thì đây chính là kết quả của mình. Thì bài này nó chỉ có một điểm, nó là gì? Mình phải chia thôi ha. Mình chia để được con 1 này. Thì lắp lách của con 1 là đi rắc. Còn lại thằng IS chính là cái nùi này, là nghiệm phức đó. Nghiệm phức thì residue thôi. Rồi áp dụng cái công thức tổng quát là nó ra được cái nùi này. Vậy thì biến đổi phân thức hữu tỉ, biến đổi nghịch
mình đã làm được 3 trường hợp rồi. Thì nói chung là đã hết cái phần biến đổi lách nghịch rồi. Còn lại cái phần quan trọng nhất chính là hệ thống liên tục, mà bản chất của nó chính là tích chập thôi, không có gì hết, tích chập. Thì đây cái phần chú ý nè, nghiệm để tính residual là nghiệm có phần ảo dương đó, tức là B nó dương. Hệ thống liên tục là gì? Người ta cho mình một hệ thống như hình vẽ với cái ngõ vào là XT và đáp ứng xung của hệ thống là HT. Vậy sau khi XT đi qua HT hay nó làm gì trong đây nè? Đó, hay nó là cái gì trong đây đó? Một hồi ra được IT. Vậy người ta yêu cầu mình tìm IT này, tìm như thế nào? IT chính là XT, nhưng mà nó nhân chập với cái thằng HT. Không phải nhân thường, nhưng nhân chập là đè chồng cháu lên nhau đấy. Nhưng mà tuy nhiên trên miền thời gian đôi khi một số tín hiệu mình khó mà làm được tích chập này. Tại mọi người nhớ tích chập ở chương 2 là mình làm thông qua tự tương quan không? Mà tự tương quan rất là phức tạp, chia tùm lum trường hợp hết, đối xứng các kiểu. Do đó mình áp dụng trên miền tần số luôn. Trên miền thời gian là như thế này, thì trên miền tần số lúc này y omega sẽ bằng x omega nhân h omega. Ủa, y s chứ là bằng x s nhân h s nha. Đó. Vậy lúc này mình chỉ cần lấy x s mà nhân h s ra được một cái gì đó, nó chính là y s. Thì còn lại y t chính là Laplace ngược của thằng y s này. Vậy thì đó chính là tích chập của mình thông qua Laplace. Mình đi vào một các ví dụ. Tính các tích chập sau sử dụng biến đổi Laplace. Những con màu đỏ là những con mọi người về làm nha. Còn những con màu đen này sẽ là mình giải trục. Rồi, thì tổng cộng là mình có mấy ví dụ? 8 ví dụ, và ở đây mình sẽ làm trước 5 ví dụ. Ok ha. Câu đầu tiên. Người ta cho mình XT là bằng 3 nhân E mũ trừ 2T nhân UT. HT của mình là 4 nhân E mũ trừ T một sum vuông 0,5T. Người ta yêu cầu mình tìm tích chập là XT nhân chập với HT ra bằng bao nhiêu. Vậy thì bước đầu tiên để làm mấy cái dạng bài này là mình phải làm trên miệng tần số. Vậy là mình phải sử dụng công thức là XS. YS là bằng XS nhân cho HS. Đúng chưa? Vậy bây giờ có XT, phải làm cách nào nó chuyển về XS? HT chuyển về HS. Thì bây giờ biến đổi. Ta có. Cái thằng HT của mình đang là một cái sum vuông rất là phức tạp. Để nguyên thì không thể nào mà lắp lát được hết á. Vì đó mình phải tiến hành làm gì? À, mình phải tiến hành đưa nó về hiệu của hai hàm bước đơn vị. Thì 0,5T chính là T trên 2. Thì trục đối xứng là 0. Độ rộng là 2 thì mỗi bên là 1 và bên trừ 1. Vì đó chính là UT cộng 1 trừ UT trừ 1. Và nhân lại cái hàm là E mũ trừ 4. 4 nhân E mũ trừ T. Sau đó là mình nhân lại vào. Mình nhân vào và mình nhân vào. Và để có thể sử dụng lắp lát á, thì lúc này mình phải biến đổi cho giống UT nè. Tại vì bài này là nó có UT cộng 1 mà. Do đó thằng đầu tiên mình phải biến đổi về dạng là trừ T cộng 1. Và mình thêm bớt một hồi mình phải trả lại cho ta một lượng là E. Tương tự thằng thứ hai nha, mình lấy cái này. 4 nhân E mũ trừ T mình nhân lại cái thằng UT trừ 1. Thì do UT trừ 1 mình cũng phải biến cái thằng E này có dạng là trừ của T trừ 1. Và khi mình thêm vào một cái lượng là gì? Trừ nhân trừ thành cộng. Do đó mình phải chia lại cho E. Vậy là mình đã biến đổi thằng HT từ một cái biểu thức sum vuông về những hàm bước đơn vị cơ bản. Rồi bây giờ mình tiến hành lắp lát nha. XT có rồi, vậy XS nó là gì? Lắp lát của XT chính là lắp lát của 3 nhân E mũ trừ 2T nhân UT. UT không bao giờ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là mình bỏ qua UT được nha. Còn UT trừ cái gì đó là không bỏ qua được. Vậy lắp lát của 3 nhân E mũ trừ 2T chính là 3 chia cho S cộng 2. Vậy là xong thằng S. Qua thằng H nè. HT có rồi, vậy là HS. HS của mình lắp lát cái nùi này 4E. 4E là hằng số lấy ra trước. Trong mu T là cộng 1, vậy là nhân cho E mũ S. Xem T cộng 1 là T, mình có hàm là E mũ trừ trừ T. Mà E mũ trừ T lắp lát ra là 1 phần T cộng 1. Vậy là xong thằng đầu tiên. Thằng thứ hai 4 đây, 1 phần E đây. Vậy là 4 1 phần E.
Rồi. Đem trừ 1 ra, mình được e mũ trừ hết. Xem t trừ 1 là t, mình có hàm e mũ trừ trừ t luôn. Mà e mũ trừ t lắp lát ra 1 phần x cộng 1. Vậy là mình đã có xs, có hs. Nhiệm vụ của mình là lấy hai thằng này nhân thường với nhau để ra được ys. Do đó ys của mình là bằng xs nhân hs là bằng 4e nhân e mũ s. Rồi, lấy 3 vô nè. 3x cộng 2 nhân cho 1 trên x cộng 1, mình được 3 trên x cộng 1 nhân x cộng 2. Tương tự, lấy thằng này nhân phân phối với thằng này là được 4 e mũ trừ x 1 phần e, đấy là riêng. Và 3 trên x cộng 1 nhân x cộng cộng 2. Vậy là mình đã có biểu thức ys, bây giờ tìm it thì mình sao? Thì mình nhớ lại biểu thức dời t, dời t, dời s nha. Thằng đầu tiên 4 e hệ số đừng quan tâm. Nó có dạng là e mũ s nhân cho cái gì đó, phải tách cái này ra một bên. Thằng thứ hai 4 nhân 1 phần e là hằng số, mình bỏ qua đi ha. Bây giờ mình dời này qua đây đi. 4 trên e ở đây ha. Rồi. Vậy là e mũ s nhân cho cái gì đó. Nhưng mà hai thằng này bằng nhau nữa. Áp dụng tính chất dời s thì mình đặt thôi. Mình đặt f lớn là bằng 3 trên này. Mình đặt nha, mình đặt f lớn s bằng 3 trên s cộng 1 nhân s cộng 2. Thì lúc này có phải y s của mình là bằng 4e. 4e nhân e mũ s nhân f s trừ 4 trên e nhân e mũ trừ s và nhân cho f s. Đấy, thì lúc này mình quan tâm hai thằng này. Mình quan tâm hai thằng này. Sử dụng công thức hồi nãy, công thức dời s suy ra it bằng 4e viết lại. F lớn sẽ biến thành f nhỏ. Rồi. Thay t bởi t cộng gì? T cộng 1. Tại vì f lớn s á, có phải biến thành f nhỏ t không? Nhưng mà vì nó có một cái lượng là e mũ s, tức là số 1 trên đây, do đó mình phải là ft cộng 1. Tương tự thằng thứ hai, nó cũng là f t cộng mấy? Trên đây là trừ trừ 1, do đó phải là t t trừ 1. Vậy mình có là it bằng gì? 4e nhân f t cộng 1 trừ 4 trên e nhân f t trừ 1. Đó. Mà muốn có ft cộng 1 hay muốn có ft trừ 1, trước tiên phải có ft cái đã. Mà ft tìm sao? Ft chính là lắp lát ngược của thằng fs. Mà lắp lát ngược thằng fs tìm sao? Nó chính là phân thức hữu tỉ. Đó, thì bây giờ mình đi tách nó ra. Cụ thể fs bằng 3 trên x cộng 1 nhân x cộng 2, thì mọi người biểu diễn dưới dạng là k0 trên x cộng 1 và cộng k1 trên x cộng 2, rồi bấm residue như thế nào đó đó. Một hồi mình sẽ được hai cái hệ số nha, và cuối cùng kết quả của mình là 3 trên x cộng 1 và trừ cho 3 trên x cộng 2. Vậy lúc này mình đã có biểu thức fs, mình suy ra được ft không? Ft của mình là gì? 3 vẫn là 3. 1 trên x cộng 1 chính là e mũ trừ t. Rồi, trừ cho 1 trên x cộng 2 chính là e mũ trừ 2t. Đó, và tất cả mình nhân cho ut. Vậy lúc này mình gắn lại công thức tìm it hồi nãy. Có phải hồi nãy it là bằng 4e ft cộng 1 trừ cho 4 trên e ft trừ 1 không? Mà lúc này đã có ft rồi. Vì ft cộng 1 là mình thay t bởi t cộng 1. Do đó 4e. Thằng này trừ t thay bằng trừ t cộng 1. Trừ 2t thay bằng trừ 2t cộng 1. Ut thay bằng ut cộng 1. Xong thằng thứ nhất. Qua thằng thứ hai là 4 trên e đúng không? 4 trên e. Rồi. F này là ft trừ 1. Vậy là chỗ nào có t, mình thay bằng t trừ 1 vào. 3e mũ trừ t trừ 1 trừ cho 3 e mũ trừ 2 t trừ 1 ut biến thành ut trừ 1. Vậy thì lúc này mình đã làm xong bài này. Cái gì nữa? Mở trong đây là nó như vậy đó.
Mới có 71 slide mà nó đứng hình này. Ủa mọi người còn nghe tôi nói không mọi người? Anh vô. Còn nghe nói đúng không? Đúng rồi. Ok. Tưởng tưởng bị văng ra luôn rồi chứ. Để tôi sửa mấy chỗ này là ép thường nha. Không có nhảy vớt đúng rồi. Rồi ok. Vậy là mình đã làm xong câu đầu tiên, khởi động rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Thì bây giờ cứ thấy gặp mà có e mũ không? Trừ a hết nhân cho cái lượng gì đó hay đặt cái lượng gì đó chính là f thôi. Và áp dụng công thức tổng quát để mình suy ngược hàng ban đầu. Ok ha. Rồi nhớ nha, lắp lát là phải có UT. Mình qua một ví dụ nữa đi. Đây. XT bằng e mũ trừ T nhân UT. HT bằng cos 2T nhân UT. Thấy UT là mừng rồi đó, nó không có giờ gì hết. Vậy là bây giờ mình tìm XS. UT hiện có như không. Vậy là e mũ trừ T là mình được 1 trên x cộng 1. Chính là XS. Rồi, HS thì sao? Có UT cũng bỏ luôn. Vậy là cos 2T, vậy là S trên x bình cộng 4. Vì omega của mình trong trường hợp là bằng 2. Công thức của cos là S trên x bình cộng omega bình. Do đó là S trên x bình cộng 4. Từ đó mình suy ra biểu thức IS được không? IS bằng XS nhân HS. Hai thằng này nhân nhau, S nhân mẫu là S. Dưới mẫu là S cộng 1 nhân S bình cộng 4. Thế thì lúc này nó rơi vào trường hợp gì? Mình nhìn nhận xét cái mẫu nha. Mẫu của mình hiện tại có một nghiệm đơn, chính là S cộng 1. Và tuy nhiên S bình cộng 4 là một nghiệm phức, nhớ là dạng hỗn hợp thôi nhé, hỗn hợp cũng không ảnh hưởng gì đâu. Mình bấm máy cái nghiệm với mẫu này nè, là mình được bằng gì? S bình cộng 4 bằng 0 là S bình bằng trừ 4, vậy mình có cộng trừ 2y. Thì trong trường hợp này, alpha của mình bằng mấy? Bằng 0. Beta của mình bằng bằng 2. Rồi, tách phân thức một xíu. Trên vẫn là S, thì nó vẫn là S. S cộng 1, nghiệm thứ nhất là S trừ 2Z, là nghiệm có phần bi dương đó. Nghiệm thứ hai là S trừ cho trừ 2Z, chính là S cộng 2Z. Sau đó mình tiến hành tách ra nha. Đầu tiên S cộng 1 là nghiệm đơn, do đó là K0 trên S cộng 1. Tiếp theo, tới hai cái thằng này là nghiệm phức nè. Nghiệm phức á, thì lúc này nó phải có dạng là K1 và K1 liên hợp. Vậy thì K1 đi với thằng nào? K1 đi với thằng có bi dương, mà bi dương chính là 2y. Vậy đó nó sẽ là S trừ cho 2y. Còn K1 liên hợp là đi với bi âm, tức là S trừ cho trừ 2z là S cộng 2z. Thì lúc này mình đã biểu diễn xong. Thì cái này là chính là hỗn hợp thôi nhé, nó vừa có đơn mà có vừa có phức đó. Thì mình cứ làm bình thường. Phức thì mình tách thành cụm riêng, đơn là một cụm riêng. Vậy bây giờ mình chỉ cần tìm hệ số K1 và hệ số K0 là xong. Có liên hợp thì mình không tìm. Vậy bây giờ tìm K0 trước nè. K0 là mình che gì? Che S cộng 1. Vậy là có phải còn S trên X bình cộng 4 không? Mà S cộng 1 bằng 0, S bằng trừ 1. Bấm máy tính ra, trừ 1 phần 5. Tương tự K1. K1 là gì? Là S trừ 2Z. Như đó mình che S trừ 2Z này đi nè. Thì có phải nó chỉ còn là S trên S cộng 1 nhân S cộng 2Z không? Đấy, mà K1 mẫu nó là gì? S trừ 2Z, giải phương trình mẫu bằng 0, S trừ 2Z bằng 0, vậy là S bằng 2Z. Mình con cái này trên trường số phức, mình ra được kết quả là chuyển sang tọa độ cực luôn. Được căn 5 trên 10 và góc trừ 63,43 độ. Vậy thì lúc này, mình áp dụng công thức để mình tìm luôn. K0 lúc này của mình là trừ 1 phần 5. Trừ 1 phần 5 mà nhân với S cộng 1, tức là 1 trên S cộng 1. Đấy, thì có phải lắp lát ngược của nó là gì? Trừ 1 phần 5 nhân E mũ trừ T là xong cái thằng này. Còn lại K1 với K1 đảo á, nó là cái dạng residue. Vậy đó mình phải xài công thức tổng quát là gì? 2 modulus K1 E mũ trừ alpha T cos beta T và cộng cho argument của K1. Vậy thì đầu tiên là 2. Mô đun K1 chính là
căn 5 trên 10. Có. Rồi, E mũ trừ alpha T. Mà alpha trong trường hợp mình bao nhiêu mọi người? Bài này alpha có không? Phần trực không có, bằng 0. E mũ 0 bằng 1. Như cái chỗ này bình thường. Hàm mình là hàm cos viết lại. Beta T, beta của mình là hệ số kế y là 2, vậy là 2T. Argument mình bấm ra được là -63,43 độ. Cho nên mình điền vào đây -63,43 độ. Đóng ngoặc lại tất cả UT là mình được kết quả của bài này. Nhẹ nhàng. Được ha. Bài này là nó là cái dạng mà vừa có nghiệm đơn và vừa có nghiệm phức thôi, thì mình tách đơn riêng còn lại phức riêng. Rồi, mạnh thành hệ đấy residue. Được nhé. Mình qua bài tiếp theo. Rồi. XT bằng E mũ T nhân UT trừ 3. Có UT trừ 3 bắt đầu có giờ rồi đó. HT là bằng E mũ trừ T nhân UT. Vậy thì đầu tiên mình phải tiến hành tìm XS. Nhưng mà muốn có được XS á, tại vì nó UT trừ 3 mà, mình phải biểu diễn biến như thế nào có T trừ 3 hết. Vậy thì lúc này E mũ T của tôi cũng phải biến đổi về E mũ T trừ 3. Và tôi nhân cho UT trừ 3 cho đúng định dạng. Mà để được E trừ 3, T trừ 3 thì phải tôi đã thêm vào một cái lượng là E mũ trừ 3. Mà tôi muốn mất E mũ trừ 3 thì tôi nhân lại E mũ 3 thôi. Vậy là tôi đã biến đổi thành công định dạng của nó. Nhiệm vụ của mình là đi tiến hành Laplace. E mũ 3 là hằng số đặt ra ngoài. Đem con trừ 3 này ra ngoài. Vậy là mình được E mũ trừ 3S. Xem T trừ 3 là T, mình có hàm là E mũ T. Đúng không? E mũ T nè. Vậy là E mũ T Laplace ra 1 phần S trừ 1. Đã có. Đi đơn. Còn gọi là HS. HS quá dễ rồi. UT bỏ đi. Vậy là E mũ trừ T Laplace ra 1 phần S cộng 1. Có hai thằng này mình tiến hành nhân nhau để tìm ra được YS. E mũ 3. E mũ trừ 3S. Còn gọi là 1 phần S trừ 1 nhân 1 phần S cộng 1. Mình được cái cụm này. Thì tới đây có YS là như thế này vì YT làm như thế nào. Thì E mũ 3 hằng số không quan tâm. E mũ trừ 3S nhân cho cái gì đó thì mình đặt cái gì đó là F lớn S. Mình đặt F lớn S của mình là 1 phần S cộng 1 nhân S trừ 1. Vậy thì biểu thức YS của mình viết lại là E mũ 3 nhân cho E mũ trừ 3S nhân FS. Vậy thì YT của mình là E mũ 3. FS á, nếu mình Laplace bình thường á, Laplace ngược nha, nó ra FT. Tuy nhiên nó dính cái thằng gì? E mũ trừ 3. Do nó phải thành gì? FT trừ 3. Vậy là muốn có FT trừ 3, tôi phải có FT. Mà muốn có FT á, tôi phải Laplace ngược của thằng FS này. Đó. Vậy thì FS này mình tiến hành residue nữa nha. Tại vì nó là cái nghiệm mẫu thực đơn nè. Nghiệm thứ nhất là nghiệm 1, nghiệm thứ hai là trừ 1. Mình residue một hồi nó ra được là 1 phần 2. 1 trên x trừ 1, trừ 1 trên x cộng 1. Có biểu thức như thế này. Vậy mình suy ra trên miền thời gian được không? Trên miền thời gian thì 1 phần 2. Cái thằng này lắp lách ngược ra E mũ T. Cộng nè, thì nè trừ nè. Còn thằng này trừ thì thằng này cộng lại thì thằng này trừ. Chỉ đó mình được biểu thức là 1 phần 2 E mũ T trừ 1 phần 2 E mũ trừ T. Do lắp lát nên phải nhân cho UT. Tới lúc này mình có FT rồi, mình tìm lại FT trừ 3 được không? Được. UT bằng gì? E mũ 3 viết lại. Xong. 1 phần 2 E mũ T nhưng mà thay bằng T trừ 3 rồi. Vậy là E mũ T trừ 3. Trừ tiếp 1 phần 2 E mũ trừ T đây thay bằng T trừ 3 luôn. UT thành UT trừ 3. Vậy là mình đã làm xong câu này. Đơn giản nha mọi người. Mình qua tiếp ví dụ nữa ha. Đây nữa nè. Rồi bây giờ câu G. XT người ta cho là E mũ T nhân UT trừ 3. Dời nữa. HT là E mũ T nhân UT trừ 2. Cũng dời luôn. Vậy thì lúc này mình phải biến đổi định dạng hai thằng luôn ha. Thằng đầu tiên UT trừ 3 mà hàng T thì không được, phải là T trừ 3 nhân UT trừ 3. Thêm vào một lượng E mũ trừ 3 nhân là E mũ 3. Rồi lúc này lắp lát
em mũ 3 hằng số lấy ra ngoài. Trừ 3, vậy là em mũ trừ 3s. Xem t trừ 3 là t có hàm là em mũ gì? Em mũ t lắp lát là 1 trên s trừ 1 sau hằng thứ nhất. Qua hằng thứ hai, mình có ut trừ 2, tuy nhiên chỉ có trừ t không được, phải là trừ của t trừ 2 nhân ut trừ 2. Vậy là em mũ trừ t giống trừ nhân trừ hằng cộng là mình đã thêm vào một lượng là em mũ 2. Mất em mũ 2 thì phải nhân em mũ trừ 2. Đó, rồi biến hình lắp lát. Em mũ trừ 2 hằng số lấy ra ngoài. Trừ 2 ở đây, vậy là em mũ trừ 2s. Xem t trừ 2 là t, tôi có hàm e mũ gì? Trừ t. Vậy là e mũ trừ t lắp lát ra 1 phần s cộng 1. Có hai thằng này nhân nhau ra được y s không? E mũ 3 nhân e mũ trừ 2. 3 trừ 2 cộng 1 là còn e. E mũ trừ 3s nhân e mũ trừ 2s trừ 3 mà trừ cho 2 nữa là trừ trừ 5. Hai này nhân nhau bình thường rồi. 1 phần s cộng 1 nhân 1 phần s trừ 1. Vậy lúc này biểu thức y s của mình là có dạng e hằng số không quan tâm. E mũ trừ 5s nhân cho cái lượng gì đó thì phải đặt cái lượng gì đó là f lớn hết. Vậy tôi đặt f lớn s của tôi là 1 phần s cộng 1 nhân s trừ 1. Thì lúc này có phải y s của mình là bằng e? E mũ trừ 5s nhân fs không? Mà fs lẽ ra là lắp lách ngược ra ft. Nhưng bị dướng cái thằng gì? Trừ 5 này nè. Do đó nó phải là ft trừ 5. Rồi, e là hằng số thì để e phía trước thôi. Muốn có ft trừ 5 phải có ft. Muốn có ft phải lắp đây ngược fs. Residue fs tiếp, mình được cái hàm như thế này. Giống hồi nãy thôi ha. Rồi, lắp lách ngược fs để ra được f nhỏ t là được 1 phần 2 em mũ t trừ 1 phần 2 em mũ trừ t nhân cho ut. Có ft, bây giờ mình suy ra ft trừ 5 được không? Được. Y t là bằng e, vẫn là e. 1 phần 2 viết lại, t thì bằng t trừ 5 trừ 1 phần 2 em mũ trừ t thì là trừ của t trừ 5. Xong. U t hàng u t trừ 5. Vậy là mình đã giải xong câu này. Thì cách này định nó dễ hiểu hơn ha. Chứ như mấy cách phía trước mình làm rất hơi phải bị rối. Mấy làm đợt trước tôi hay nói á. Còn mình đặt cái thế này mình làm nó gọn hơn rất là nhiều. Đỡ tránh được sai sót. Ok. Còn ví dụ nữa không? À còn nữa. Câu E. Bây giờ tôi cho XT là E mũ T nhân U T trừ 2. Rồi, giải tiếp nè. HT của tôi là E mũ T nhân sin T nhân U T. Vậy là có U T cũng như không thì bỏ này cũng được. Vậy thì bây giờ mình tiến hành lắp lắp. Đầu tiên, thằng này là U T trừ 2 mà thằng này có E mũ T không được. Phải đưa về định dạng. Vậy là tôi có E mũ T trừ 2 nhân U T trừ 2. Thêm vào một lượng là trừ 2 thì nhân lại lượng là 2. Sau đó tiến hành lắp lát thôi, e mũ 2 nè. Đem trừ 2 ra nè. Vậy là e mũ trừ 2s. Sin t trừ 2 là t, có hàm là e mũ t. Vậy là 1 trên s trừ 1, xong thằng thứ nhất có điểm rồi đó. Qua thằng thứ hai, lắp lát của ht mà có ut bỏ đi, vậy nó là e mũ t nhân sin t. Thì đây có gì đặc biệt? Nó chính là dạng dời gì? Dời ớt đúng không? Nó chính là dạng gì? E mũ trừ AT nhân cho XT. Đó, nếu thằng E không thì không sao, mà E nhân cho cái hàm gì đó thì nó rơi vào dạng là E mũ trừ AT nhân XT. Thì lúc này á, bình thường XT á, là ra XS. Nhưng phía trước đó là có E mũ trừ AT. Mà khi có E mũ trừ AT hai này ngược dấu, như đó chỗ này sẽ là S cộng cộng A. Đó, dựa trên tính chất này mình lắp lát thôi. Vậy là gì? Bây giờ bình thường mình có sin t có phải là mình được 1 phần s bình cộng 1 không? Nhưng mà mình nhân vào gì? E mũ 1 t. Nhưng mà thằng số mũ với thằng tần số là nó trái dấu nè. Trừ a thì là cộng a. Vậy trên đây là 1 á. Thì tôi phải thay thành x s trừ 1. Vậy lúc này chỗ nào có s tôi thay bằng s trừ 1 vô. Đó, và khai triển cái này ra ha. S bình trừ 2s cộng 1
mà cộng 1 đó là cộng 2. Có xs, có hs nhân vô. E bình, E mũ trừ 2s. Rồi, 1 phần s trừ 1 nhân 1 phần cái này. Thế thì lúc này mình bấm nghiệm thử nha. Thôi mình đặt cái. Tới đây mình có cái dạng là E mũ trừ 2s nhân cho cái gì đó thì đặt cái gì đó là F lớn. F lớn của mình là 1 phần cái này. Thì ở đây mình bấm nghiệm sẵn luôn đi ha. S trừ 1 vẫn là S trừ 1. Cái nồi này nè, mình bấm nghiệm là mình được cái gì? S bằng 1 cộng trừ Z. Đó, cho nên mình biểu diễn dưới dạng là S trừ cho 1 cộng Z nhân S trừ cho 1 trừ Z. Vì thằng này nghiệm phức nha, chứ không phải là nghiệm đơn. Thì sau khi mình đặt FS đó, là cái này, thì biểu thức IS của mình chính là E mũ 2, E mũ trừ 2S nhân cho FS. FS bình thường là FT. Tuy nhiên lúc này dính dáng vào E mũ trừ 2, nên lúc này nó phải là E mũ trừ 2. E thật là FT trừ 2. Bình thường là FT nhưng mà có E mũ trừ 2 vào nên lúc này thành FT trừ 2. E bình là hằng số viết lại. Mà muốn có FT trừ 2 phải có FT. Muốn có FT phải lắp lay ngược FS. Vậy nhiệm vụ của mình đi lắp lay ngược cái này. Đây chính là phân thoát hữu tỉ mà tuy nhiên nó có cái gì đặc biệt. Nghiệm đơn nè, hai nghiệm phức. À, tách bình thường, đơn theo đơn, phức theo phức. Do đó biểu diễn ra FS sẽ bằng K0 trên S trừ 1 cộng K1 thì đi với nghiệm gì? Nghiệm của B dương. Do đó là S trừ cho 1 cộng G. K liên hợp, K1 liên hợp đi với nghiệm của B âm. Vậy là S trừ 1 trừ G. Rồi bây giờ mình tiêu mình residue, mọi người tự làm nha. Tìm K0 thì chia S trừ 1 về lại. Rồi sau đó con 1 vào. Tìm K1 á thì chia cái này lại và thay 1 cộng G vào. Mình được kết quả như thế này. K0 bằng 1, K1 bằng 1 phần 2 góc bi. Thì góc này nè, mọi người có thể để độ hoặc là bi tùy mọi người nha. Một là độ, hai là radian. Và theo tôi là mình nên để radian hơn. Tại vì thường biểu thức trong code C nó là 2t, mà t của mình là nó có dạng là gì đó t đó. Mà t là trên miền thời gian, mà thời gian thường đi đôi với radian nhiều hơn. Cái thời gian mà bi đi với độ rất là kỳ. Vậy đó mình nên mình để độ, tại là mình để radian sẽ đúng hơn nha. Vậy thì K1 tôi bấm residue nó ra được 1 phần 2 góc bi. Rất đẹp. Nhiệm vụ của mình bây giờ tìm F nhỏ T. K0 bằng 1. Vậy là tôi có 1 trên gì? 1 trên S trừ 1. Vậy là E mũ T. Rồi. Hai cái thằng này chính là công thức của nghiệm phức 2 nhân cho argument của K1 nhân cho mô đun K1 là 1 phần 2. E mũ trừ alpha T. Alpha của mình là bao nhiêu mọi người? Alpha của mình bằng 1. Vậy là E mũ trừ alpha chính là E mũ trừ T nhân cho cos của beta T. Beta là hệ số trước J nè. Beta cũng bằng 1 luôn. Vậy là mình có cos T cộng cho cái góc bao nhiêu? Bi của mình là 180, hoặc là nên để là nên được bi vào. Và cuối cùng mình nhân cho UT. Vậy lúc này mình đã có FT. Mày có FT rồi tìm FT trừ 2 được không? Kết luận luôn. IT bằng E bình. FT trừ 2 nè. Thì là E mũ T trừ 2. 2 nhân 1 phần 2. E mũ trừ T. Thì lúc này là trừ T trừ 2. Cos T. T thay bằng T trừ 2. Vậy là cos T trừ 2. Cộng cho cái lượng là pi. Rồi đóng ngoặc lại. UT thay bằng UT trừ 2. Vậy là xong. Có phải là mình để chữ bi nó sẽ hợp lý hơn là mình để độ không? T của mình là trên thời gian, mà thời gian nó sẽ liên quan đến radian. Tại vì radian là số thật mà. Còn độ với thời gian thì ăn nhầm gì được. Đưa vô code rất là kỳ. Nên mình để bi nó sẽ hợp lý hơn. Vậy là mình đã làm xong bài này rồi. Có gì phức tạp đâu. Thường mấy bài khó nó có cái giờ này nè. Nó thì mình cứ đạt thôi. Rồi lắp lát. Thì cái này nó cũng là nghiệm thực. Đơn và phức kết hợp lại với nhau. Ok, hết rồi. Vậy là mình đã xong chương biến đổi lắp lát nha mọi người. Thấy đơn giản không?
ý của bạn. Thì lắp lát của mình nó chỉ có vậy thôi. Quan trọng nhất là cái phần mà mình dời T, dời S á, hay nói cách khác là cái phần tích chập là cái phần quan trọng nhất. Còn lại mấy cái phần kia nó bổ trợ thôi, nhưng mình nắm vững cái đó là mình sẽ làm được tích chập.